Phan Lê và Nguyễn Lộc xin được kính chào quý vị và xin được chào đón quý vị đến với buổi gia tiệc giao vũ New Year's Eve của Van TV Houston 55.2. Sao yếu quá. Kính thưa quý vị, thật là một niềm vinh dự lớn lao cho Phan Lê cũng như Nguyễn Lộc khi được ban giám đốc của đài Van TV Houston đã ủy thác trọng nhiệm là một trong những người MC trong chương trình tối hôm nay. Và riêng Nguyễn Lộc thì phải thú thật với quý vị rằng khi nhận lời của ban giám đốc thì Nguyễn Lộc rất là bồi hồi. Và đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay càng bồi hồi hơn nữa là tại vì đứng bên cạnh Nguyễn Lộc là một người thiếu nữ thật là khả ái với giọng nói thật là dễ thương nhí nhặn mà quý vị cũng đã từng thưởng thức trong những chương trình của Van TV Houston. Xin quý vị cho Phan Lê một tràng pháo tay thật lớn. Chắc không phải vậy đâu, tại quý vị thấy hôm nay Phan Lê mặc đồ rất là đẹp nhưng mà có lẽ hơi thiếu vải một tí đúng không quý vị? Đúng vậy, kính thưa quý vị, Nguyên Lộc cũng sẽ chỉ đùa vậy thôi. Để cho quý vị có một đêm thật là vui vẻ thì quý vị có thể nào la giống như là hồi nãy được không? How about 1, 2, 3, chúng ta cùng la để chúng ta cùng chuẩn bị chào đón năm mới. Xin mời quý vị, 1, 2, 3, xin mời quý vị. Kính thưa quý vị, là theo Nguyên Lộc đã nói, tuy là các anh chị em làm việc chung với nhau nhưng mà rất là có cơ hội để mà hợp tác chung. Nhưng mà trong cái buổi tiệc thật là đặc biệt ngày hôm nay thì các anh chị em đã hợp tác và làm việc rất là cực khổ chung với nhau. Và riêng Phan Lê thì các anh chị em của đài Van TV đã trở thành như là gia đình thứ hai của Phan Lê. Và đặc biệt hơn nữa là quý vị, tất cả quý vị có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay, quý vị là gia đình của đài Van TV. Đúng thế quý vị, tất cả quý vị đã có hiện diện ở đây chính là những thành viên trong đại gia đình của Van TV Houston 55.2. Và kính thưa quý vị, để đáp lại tấm thân tình của quý vị trong những ngày tháng qua sau một thời gian chuẩn bị rất là công phu để dàn dựng cho chúng ta một đại sảnh đường thật long trọng và phần văn nghệ thật đặc sắc, cũng chỉ mong để chúng ta có mặt nơi đây để cùng nhau có những giây phút thật vui vẻ, thoải mái, để chúng ta cùng nhau bước qua một năm mới thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Đúng rồi, kính thưa quý vị, là để mở đầu chương trình, mở đầu một buổi tối thật là vui nhộn, thì Phan Lê xin mời quý vị nghe một giọng ca. Anh rất là được sự yêu thương của quý vị tại Houston. Xin quý vị chào đón phần trình diễn thật đặc sắc của nam ca sĩ Johnny Thái. Into every area.
Yeah. Vâng, kính thưa quý vị, cho nên Thái cũng như là ban nhạc đồng biết xin kính chào quý vị và xin chúc quý vị được một năm mới thật là tràn đầy hạnh phúc và làm ăn phát đạt. Thank you very much. Happy New Year. Một lần nữa xin quý vị hãy cho tràng vỗ tay cho nam ca sĩ Johnny Thái cũng như phần đệm nhạc rất đặc sắc của ban nhạc The Beat tối hôm nay. Và kính thưa quý vị, VNTV lúc nào cũng mong muốn tạo cho quý vị những sự ngạc nhiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin mời Pha Lê. Đúng rồi, kính thưa quý vị, tại đây Pha Lê đang có một cái điện thoại. Đây là một cái điện thoại LG KP500. Điện thoại, kính thưa quý vị, là bây giờ thì điện tử rất là hiện tại. Cái điện thoại này thì quý vị không có cần phải bấm nút. Và đặc biệt là nếu mà quý vị nào trả lời đúng câu hỏi của Nguyên Lộc thì quý vị sẽ được cái điện thoại này. Xin thưa quý vị, là Nguyên Lộc sẽ hỏi quý vị một câu hỏi về VNTV Houston, và bất kỳ quý vị nào có câu trả lời mà trước mà có thể trả lời với Pha Lê sẽ được nhận cái điện thoại này mang về, điện thoại LG mới nhất do Wireless Champ bảo trợ. Và Nguyên Lộc xin bắt đầu câu hỏi. Xin hỏi quý vị ở đây, chắc có lẽ câu hỏi này nếu mà quý vị ai trong chúng ta đã xem đài VNTV trong những ngày tháng qua thì không thể nào không biết câu trả lời này được. Xin hỏi quý vị, đài truyền hình Việt ngữ đầu tiên nào phát sóng miễn phí 24 giờ 7 ngày tại thành phố Houston, đài đó tên gì, phát ở trên băng tầng gì, và ông bà giám đốc của đài đó là ai? Xin mời quý vị, nếu quý vị nào có câu trả lời, xin quý vị bước lên ngay trước sân khấu này và nói với Pha Lê, và quý vị sẽ được nhận cái điện thoại này mang về. Bất cứ ai cũng có thể trả lời được. Xin mời quý vị đừng có ngại. Cha, anh này anh chạy lại nhanh quá. Dạ, anh tên là gì? Mình tên Hoàng Quỳnh. Anh có thể quay qua cho khán giả. Vậy thì nếu mà anh trả lời đúng cái câu hỏi này thì anh sẽ làm gì với cái điện thoại này? Mình sẽ tặng lại cho vợ mình. Oh. Rồi, xin mời anh trả lời câu hỏi. Ok, xin chào quý khán giả. Để mình trả lời câu hỏi này, đài phát sóng đầu tiên ở Houston này là đài VNTV, tần số là 55.2. Are you sure? Rồi, còn một phần nữa. Xin hỏi anh là ông bà giám đốc của... Okay. Ông bà giám đốc của đài VNTV là bác sĩ Vũ Ban và cô Bích Ngọc. Ok, cho anh có make sure câu hỏi đó đúng không anh? Sure. Sure. Có đúng sure. Không quý vị? Đúng không quý vị? Yeah, xin chúc mừng anh. Cảm ơn anh vẫn đang theo dõi VNTV. Okay, mình cũng chúc mừng Happy New Year tất cả mọi người dùng buổi tiệc hôm nay. Cảm ơn. Vâng, và thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, một giọng hát ở thành phố Houston của chúng ta rất được nhiều người hâm mộ, một giọng ngọt, hát thật là ngọt ngào. Xin mời quý vị một tràng pháo tay để chào đón phần trình diễn của nữ ca sĩ Phượng Hoàng. Thật là hạnh phúc và ấm cúng bên gia đình và VNTV. Và bài nhạc đầu tiên Phượng Hoàng xin kính gửi quý vị, đó là bài nhạc được mang tên Gõ Cửa, sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Quỳnh. Hãy subscribe.
cảm ơn quý vị rất nhiều và xin cảm ơn ban nhạc The Beat. Xin quý vị hãy cho Thủ Hoàng một tràng pháo tay thật lớn. Xin quý vị để tiếp tục chương trình, Play xin giới thiệu đến cho quý vị một giọng ca nam rất là đẹp trai và rất là lãng mạn. Xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay cho nam ca sĩ Nguyên Giang. Quý Giang kính chào quý vị, chúc thêm năm mới của Nguyên Giang xin mến chúc cho quý vị một năm mới thật là vui, an khang và thật là nhiều hạnh phúc. Và cũng không thể quên chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe đến tất cả các ban, các anh trong ban kỹ thuật của đài VNTV đã đưa cho chúng ta những hình ảnh rất là đẹp và rõ nét. Xin Happy New Year đến tất cả các anh. Xin cảm ơn. Và sau đây Nguyên Giang xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Đi Về Nơi Xa của nhạc sĩ Lê Quang. Trong bóng đêm tôi về ôm cuộc tình lẻ loi, biết em về đâu mùa hạ, hỡi em về đời mùa đông. Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi muộn phiền. Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi đau, ôm giá băng muôn trùng đi tìm cuộc tình xưa. Lá thu về đâu xào xạc, ngỡ em về đây mùa đông. Dòng sông xưa trôi mãi với anh chỉ còn nỗi đợi chờ. Gọi em trong thương nhớ, em ơi có về nơi đây. Tìm đâu thấy bước chân em về nơi này. Dòng sông cũ vẫn trong cô đơn anh ngồi nơi đây. Còn quay về mình anh vẫn giá băng bao năm đi về nơi xa. Xưa trôi mãi với anh chỉ còn nỗi đợi chờ.
trời gọi em trong thương nhớ. Em ơi con về nơi đây tìm đâu thấy bước chân em về nơi này. Dòng sông cũ vẫn cho cô đơn anh ngồi nơi đây. Lời đầu tiên xin gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị.